đội bóng đó là đội bóng lớp 11A và lớp 11B. Vâng, ngày hôm nay thì rất hân hạnh trong cho chúng ta dự khán trong trại và Tiến Thành mang áo số 5. Trong khi đấy bên phía cầu thủ lớp 11B trong trang phục đó là tình huống đã để mất bóng rồi, Ngô Khải. Và lên bóng của cầu thủ 11B. Khắc Mạnh rất bình tĩnh để tìm đồng đội phối hợp, vẫn là Khắc Mạnh, không được. Đấu. Khắc Mạnh là người đang bớt được chấm đá phạt. Quang Kỳ. Khắc Mạnh. Đấy rồi, không được. Trong việc phòng ngự, Khắc Mạnh rất nguy hiểm. Vẫn là Quý Tùng rất dẻo. Dứt điểm là thực hiện pha đá biên là Ngô Khải. Không được. Đây là Cao Tuấn. Và chạm rất mạnh cầu thủ mà số 10 Khắc Mạnh. Không vào. Không vào, báo rồi. Vâng, quá đơn giản trong tình huống vừa rồi. Như vậy Trương Hoàng, Trương Hoàng số 19 là người đã mở tỷ số cho các thủ lớp 11B. Một tình huống bắt bóng có phần ngẫu hứng của thủ môn Đức Thắng. Cực kỳ đáng tiếc cho các cầu thủ. Đá phạt góc tạo cú thành, đây là Chí Công. Hóa được thành bàn thắng. Đây rồi. Quá đẹp mắt trong tình huống bóng vừa rồi. Tỷ số đã được quân bình là 1-1. Và người ghi bàn không ai khác đó là Khắc Mạnh. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía lớp 11A. Trong một tình huống mà các hậu vệ bên phía 11B đã bỏ quên Khắc Mạnh. Vậy Trương Hoàng mới là người nhận thẻ vàng trong tình huống vừa rồi. Không vào. Vẫn là Chí Công, bên trong là Khắc Mạnh. Cần phải bình tĩnh hơn. Rất hay. Và lên bóng cầu thủ 11B. Không vào. Bóng tới chân của Quý Tùng. Rất hay, Cao Tuấn. Đây là Ngô Khải. Có thể dứt điểm, không vào. Đây rồi, nguy hiểm. Khắc Mạnh. Đây là Quý Tùng. Rất hay. Nhìn để chuyền bóng của Văn Toàn có phần là không hợp lý. Quá nguy hiểm. Đây rồi. Bóng đã rồi sang cột dọc. Tất cả các khán giả cũng như các bạn. Không vào. Đây là Cao Tuấn. Không được. Và đá biên là Quý Tùng. Ở những phút thi đấu cuối bù giờ. Không vào, bóng rồi. Không được. Người đang cầm bóng là Tiến Thành, Khắc Mạnh. Quý Tùng. Và vừa hay. Vẫn là cầu thủ bên phía lớp 11B. Như vậy trọng tài xác định đã có. Sẽ là tình huống đá biên, xin lỗi, đá phạt góc, không vào. Đây rồi, đối mặt. Không vào. Vẫn là Cao Tuấn. Mọi người cắt bóng tiếp tục lại là Thành Long. Không vào. Và phát bóng lên của Tiến Thành. Khắc Mạnh. Rất khỏe. Đây là Quý Tùng. Đã thôi, tình huống ghi bàn cho Quý Tùng. Vâng, như vậy là Quý Tùng đã giành được phần thưởng 200.000 tới từ một vị khán giả Phạm Thành Nam. Bàn thắng rất đẹp mắt của Quý Tùng. Và tỷ số đã là 2-1 cho cầu thủ bên phía Liên Chi B. Xin lỗi anh Ngô Khải. Quý Tùng. Không vào. Ưng Hoàng Phúc.
bóng bất cẩn. Vâng, đã có bàn thắng thứ 3. Ngô Khải rất lạnh lùng trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống bất cẩn của Tiến Thành. Ngô Khải đã trừng phạt sai lầm của các cầu thủ 11A. Okay. Đây rồi, vâng, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Tiến Thành rất hay. Một trận thi đấu cực kỳ gay cấn và hồi hộp. Rõ ràng là những phút cuối sẽ là những phút thi đấu rất đáng xem. Còn không vào. Tiếp tục là khắc mạnh Quang Kỳ. Không được. Quý Tùng là người đã cắt bóng. Văn Toàn mất bóng quá nguy hiểm. Không được. Khải quá đẹp mắt trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ số 8 vào sân mang yếu tố tinh thần nhiều hơn yếu tố chuyên môn. Còn anh mặc quần. Đây là Quang Kỳ. Không vào. Ôi, vẫn chưa, bóng vẫn chưa đi vào lưới. Vẫn không vào. Tài Ngọc Hoàng đã nổi còi kết thúc trận thi đấu chung kết. Và chúc mừng cầu thủ 11B đã là những nhà vô địch trong mùa giải năm nay.